dù có chết thì các cha cũng không được mang súng. Một linh mục là một tử nhân hiền, sẵn sàng hiến mạng của mình cho đàn chiên. Ngài phải dịu dàng, an hòa và không bạo lực. Vì lý do này, mặc dù đã có 3 linh mục bị giết trong 6 tháng qua, các cha vẫn không sợ hổ hoặc mang theo vũ khí dù là để tự vệ. Đó là lời của nhiều cấp lãnh đạo giáo hội ở Philippines. Nhiều vị đã bày tỏ sự thất vọng và giận dữ khi nghe tin có một số giáo sĩ đã trang bị vũ khí để tự vệ. Đức Tổng Giám mục đạp vào Đức cha Romulo Fangles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đã chính thức gạt bỏ ý tưởng các linh mục tự trang bị cho mình. Chúng tôi, người của Chúa, là người của giáo hội, và một phần của cuộc sống chúng tôi là để đối mặt với nguy hiểm, đối mặt với cái chết, nếu người ta có thể nói như thế, Đức Tổng Giám mục nói. Vị Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cha Pablo Virgilio David, giáo phận Calucan, cũng bác bỏ ý tưởng các linh mục có thể mang súng dù là để tự vệ. Các linh mục nào muốn mang súng để tự vệ thì nên rời khỏi thiên chức tư tế và nên đi đầu quân vào ngành cảnh sát hoặc quân đội. Đức giám mục David đã nói như thế và ngài thêm rằng ngài cảm thấy rất là thất vọng. Theo tin tức mà Fides nhận được, thì đã có tới 4 linh mục của giáo phận San Pablo ở phía nam Lugana bắt đầu mua súng để tự bảo vệ lấy mình. Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines là ông Oscar Albizade thì ủng hộ việc mang súng. Ông nói rằng, các linh mục cũng là công dân của đất nước nên có quyền tự bảo vệ mình. Họ được bảo vệ theo hiến pháp, miễn là họ mua súng và có giấy phép hợp pháp. Nền an ninh của quốc gia một phần sẽ được gia tăng nếu họ mang vũ khí và được cấp phép hợp pháp, ông nói. Nhưng linh mục Jerome Cecilano, tổng thư ký của Ủy ban Giao tế của Hội đồng Giám mục, nhắc lại quan điểm của giáo hội là linh mục và các nhân viên mục vụ không được phép có vũ khí. Nhắc lại rằng đã có 3 linh mục Philippines bị giết trong những tháng gần đây. Đó là cha Richmond Nilo, 44 tuổi, bị bắn khi chuẩn bị dâng thánh lễ vào ngày 10 tháng 6 tại thành phố Zaragoza thuộc tỉnh Nueva Ecija. Thứ hai, đó là cha Mark Ventura, 37 tuổi, bị bắn sau khi dâng thánh lễ tại thành phố Gataran, tỉnh Cagayan vào ngày 29 tháng 4. Thứ ba là cha Marcelito Paez, 72 tuổi, bị giết vào ngày 5 tháng 12 năm 2017 tại Nueva Ecija. Một linh mục khác bị mưu sát, nhưng chỉ bị thương, đó là cha Ray Umeneta, 64 tuổi, cựu tuyên úy cảnh sát, bị bắn vào ngày 6 tháng 6 tại thành phố Calamba, phía nam Manila. Những linh mục đang sở hữu súng trong giáo phận Sa Pablo ở phía nam Manila sẽ trao nộp vũ khí cho cảnh sát. Theo lời Đức cha Benaventura Famadiso, giám mục San Pablo và là chủ tịch ủy ban giáo sĩ của Hội đồng Giám mục Philippines. Đức giám mục cho biết ngài đã liên lạc với cảnh sát quốc gia về cách xử lý các khẩu súng của một số giáo sĩ. Đức giám mục cũng đồng thời phân trần về các tin tức rằng nhiều linh mục tại San Pablo đã tự trang bị cho mình sau khi 3 linh mục bị giết trong những tháng gần đây. Sự thật là không phải họ tự trang bị vũ khí vì những vụ giết người, họ đã có súng trước đó rồi. Tuy nhiên, ngài nói rằng các giáo sĩ trong giáo phận đã đồng ý với nhau về vấn đề sở hữu vũ khí. Chúng tôi đã đưa ra một chính sách chung, mọi người sẽ không có súng. Đức giám mục nói, cá nhân tôi không chấp nhận các linh mục sở hữu súng cho bất kỳ mục đích nào, ngài nói thêm.